Sáng nay, Kon Tum lại hứng liên tiếp 3 trận động đất, trong đó trận lớn nhất có cường độ 4. Động đất diễn ra giữa mưa lớn, song không gây nguy hiểm hay thiệt hại nào về người và tài sản. Theo đó, vào hồi 10 giờ 31 phút, một trận động đất có độ lớn 3.2, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Hai trận động đất trước đó có độ lớn lần lượt là 3 xảy ra vào lúc 1 giờ 09 phút và 4 xảy ra vào lúc 10 giờ 12 phút sáng nay. Như vậy, từ đầu tháng 11 đến hôm nay, tại đây đã xảy ra 7 trận động đất, trong đó chỉ riêng ngày 13 tháng 11 đã liên tiếp xảy ra 2 trận động đất có độ lớn 4. Hôm nay, khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, một số tuyến đường bị sạt lở khiến giao thông bị chia cắt. Quảng Ngãi mưa lớn, nguy cơ sạt lở ở các khu vực miền núi rất cao. Đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân là vấn đề đang được các cấp chính quyền quan tâm và ưu tiên hàng đầu. Các địa phương đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, khi có mưa lớn sẽ cảnh báo và di dời người dân ở các khu vực đã xác định có nguy cơ xảy ra sạt lở đến nơi an toàn. Xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng đã hứng chịu một đợt mưa lớn. Trà Thanh là một trong 13 xã của huyện Trà Bồng đang được cảnh báo về nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn. Hiện một số tuyến đường liên thôn đã bị sạt lở. Con đường đây là mỗi lần mưa là nó xói xuống là nó lấp hết cái đường. Và mỗi lần lấp như vậy là bà con sẽ vận động bà con trong tổ là sẽ mỗi hộ gia đình là những người có sức khỏe là sẽ xuống dọn. Và bà con cứ mỗi năm là sạt lở là mỗi lần đất xuống là bà con đều tự giác đi dọn như thế. Tuyến đường về trung tâm xã Trà Thanh, một số đoạn bị sạt lở và phần nào ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Những biển cảnh báo đã được chính quyền địa phương cho cắm để người dân biết và chủ động phòng tránh. Trà Thanh cũng là địa phương thường xuyên bị cô lập khi có mưa lớn gây sạt lở. Nhiều năm nay, người dân đã chủ động các phương án ứng phó, nhất là dự trữ đủ nguồn lương thực phòng khi mưa lớn và nguy cơ cô lập với bên ngoài. Đi suốt xong rồi về phơi bao trong bao. Cắt cây như vậy nghe. Trời mùa mưa là dân sai ăn. Sẵn đã tập cách dự trữ lương thực như là về nhu yếu phẩm, rồi nước uống, rồi mì tôm thì cũng đã tập cách về ở xã để phòng khi có tình huống mưa lớn và sạt lở xảy ra. Dự báo Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi liên tục phát đi cảnh báo về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lớn. Hiện các địa phương đang tập trung theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, giám sát tình hình thực tế để triển khai phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai xảy ra.